Đây là các thành phẩm sau khi sử dụng với máy băm gỗ đa năng 2T. Quá trình diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Ở bên cạnh Ngọc Nga đây chính là dòng máy băm gỗ đa năng 2T. Là một trợ thủ đắc lực giúp quý vị băm nhỏ các loại nguyên liệu, thân gây gỗ to, gỗ tạp, phản bóc thành dạng răm nhỏ và xử lý, chế biến các phụ phẩm, rơm, vỏ dừa, bã mía, cành cây tươi, khô sử dụng cho các lĩnh vực làm phân hữu cơ, làm giá nấm, đệm lót sinh học. Và ở video ngày hôm nay, Ngọc Nga đã có rất nhiều nguyên liệu đặt chuẩn bị ở đây ạ. Nguyên liệu này sẽ được sử dụng với máy băm gỗ đa năng 2T. Không biết máy băm gỗ đa năng 2T có thể băm được hết các loại nguyên liệu này không? Thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi ạ. Máy băm gỗ đa năng 2T có kiểu dáng hiện đại, chắc chắn. Thùng đỡ máy được làm bằng chất liệu thép dày dặn, giúp máy khi vận hành không bị rung lắc. Máy được trang bị 4 bánh xe, giúp người dùng dễ dàng di chuyển máy tới nơi làm việc hoặc cất giữ bảo quản. Máy sử dụng đơn giản, an toàn, dễ vận hành, chạy êm và bền bỉ. Là dòng thiết bị công nghiệp, sử dụng nguồn điện 3 pha 380V, động cơ siêu khỏe 7,5 kW, giúp cho máy băm gỗ đa năng 2T đạt công suất lớn, có khả năng vận hành liên tục, phù hợp với quy mô sản xuất vừa và nhỏ, cường độ sản xuất ở mức cao. Trung bình, 1 tiếng đồng hồ, thiết bị có thể băm nhỏ từ 500 cân đến 1 tấn nguyên liệu đối với các loại nguyên liệu thân cây gỗ, cho ra thành phẩm răm nhỏ, có đường kính theo các mặt sàng, lắp theo máy. Tùy theo nhu cầu, đặt hàng, sao cho phù hợp với mô hình sản xuất của quý vị. Nhờ vậy, đống phế phẩm chiếm diện tích lớn để cất trữ sẽ được giải quyết nhanh chóng, làm nguyên liệu sản xuất, các sản phẩm hữu dụng khác, trả lại mặt bằng thông thoáng, cũng như tăng thêm doanh thu hàng tháng. Nếu được nhìn cấu tạo bên trong thiết bị, chắc hẳn sẽ làm quý vị choáng ngợp bởi sự kết hợp nhuần nhuyễn của hệ thống băm nghiền. Được trang bị lên tới 3 dao thái to 2 lưỡi, 4 dao nhíp và 12 búa nghiền chuyên dụng, đảm bảo băm nhỏ các nguyên liệu có độ cứng cao, kể cả thân gỗ có đường kính lên tới 16cm. Và chiều dài đã đến 2m, thành răm gỗ nhanh chóng. Nhờ mặt sàng được gắn phía dưới cửa xả, giúp sàng lọc và chỉ cho phép các mẩu vụn có kích thước nhỏ hơn lỗ sàng chui qua, đảm bảo thành phẩm đầu ra có kích thước đạt chuẩn và đáp ứng yêu cầu đặt hàng, làm nguyên liệu sản xuất. Khi quý vị sở hữu dòng sản phẩm máy băm gỗ đa năng 2T của công ty Bình Minh, quý vị sẽ giải quyết được các vấn đề như sau. Giải quyết triệt để bài toán phế phẩm trong công nghiệp, giảm thiểu diện tích mặt bằng lớn cần có để chứa phế phẩm, tăng thêm giá trị kinh tế nhờ các sản phẩm phụ, đảm bảo an toàn cao nhất cho người lao động, thời gian hoàn vốn ngắn, dễ dàng ứng dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cho phép khai thác tối đa công năng của thiết bị, tốn ít chi phí bảo dưỡng, bảo hành, thay thế. Nghe rất là hấp dẫn phải không quý vị? Vậy quý vị còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay công ty Bình Minh có địa chỉ tại 249 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội để mua ngay dòng sản phẩm hữu ích này. Và hiện tại công ty đang có chương trình khuyến mại tặng kèm 4 con dao băm gỗ khi quý vị mua các dòng sản phẩm máy băm gỗ của công ty Bình Minh. Để biết thêm thông tin chi tiết về dòng sản phẩm này, quý vị vui lòng gọi điện thoại đến số hotline đang hiển thị ở phía trên màn hình hoặc truy cập website của công ty siêu thị máy bình minh.com để biết thêm chi tiết. Ngọc Nga xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.